Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay mình đến công ty Goldmark để mình quay video về những cái sản phẩm ở đây. Thì có dàn sới, dàn cày, thiết bị đồ rất là nhiều ha, và máy cày đồ rất nhiều. Thì mình sẽ quay mỗi món là một cái video. Thì anh Thanh sẽ là, anh Năm sẽ là người chủ đạo. Dạ. MC của chương trình này. Dạ rồi. Thì chào bạn Năm. Dạ, hello. Thì cho anh hỏi em một tí xíu ha. Dạ. Thì mình làm những sản phẩm đây, mình có sử dụng kênh YouTube không? À dạ có nha. Hiện tại thì em cũng đang có kênh YouTube năm máy cày. À. Dạ, cùng chuyên review về máy cày rồi là cả cái loại nông cụ mà hiện tại công ty Goldmark đang phân phối ấy nha. À vậy dạ, hả? Dạ dạ. À, rồi. Hôm nay anh đến đây anh quay như vậy thì có bị ảnh hưởng gì bởi cái kênh được của em không? À thì em nghĩ là đâu ảnh hưởng gì đâu. À vui đúng không? Dạ em rất là vui. À. Em hy vọng là thời gian tới thì khán giả của kênh Soái Ca TV sẽ là khán giả của kênh Năm Máy Cày được đến kênh YouTube Năm Máy Cày nhiều hơn. À. Và khán giả của kênh Năm Máy Cày sẽ biết đến kênh Soái Ca TV. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu đầu tiên, giới thiệu video đầu tiên ha. Dạ. Em giới thiệu sản phẩm nào trước em nói cho anh nghe. Dạ hiện tại thì ở bên công ty có rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà video này á thì em sẽ dẫn anh Hành và khán giả của Soái Ca TV đi tham khảo và báo giá một số cái loại nông cụ như dàn sới này, dàn cày, dàn sới thì có dàn sới Ấn Độ, dàn cày của Thái Lan, rồi dàn khoan hố, dàn phát cỏ, đặc biệt là có cả cái dàn phát cỏ, dàn trục bấm cỏ, đó chuyên cho các cái vườn cây ăn trái mà bữa nay khá là thông dụng. Em thấy là rất là nhiều đơn vị mà trồng cây ăn trái á, đặc biệt sầu riêng đợt này thì họ dùng cái đó rất là nhiều. Dạ rồi còn gì nữa? Rồi mình có giới thiệu thêm về ví dụ như vỏ xe đồ này nọ của máy cày gì không? À dạ, hiện tại thì bên em cũng đang phân phối hai thương hiệu lốp xe máy cày. Lốp BKT của Ấn Độ, lốp Trelleborg, một thương hiệu của tập đoàn Yokohama. Đó, rồi còn máy cày. Mình giới thiệu mấy loại máy cày? Máy cày thì hiện tại bên công ty đang phân phối 8 loại máy cày, 8 thương hiệu máy cày. Vậy hả? Dạ. Thôi, bây giờ mình không nói nhiều để bà con xúc ruột. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên em vô em giới thiệu anh cái dàn sới trước mặt em là dàn sới gì đây? Dạ, đây là dàn sới Mahindra. Dàn sới này là dàn sới của Ấn Độ. Dàn sới này đặc biệt của nó là sò đôi nha anh Hành nhá, sò đôi. Sò đôi. Dạ, dàn sò đôi. À sò đôi có nghĩa là sò đôi, sò. Tức là sò của nó là nó to vậy. Nó có hai cái nhông, nó có thể thay đổi được tốc độ. À mình chuyển nhông được. Dạ, đổi nhông, thay đổi được tốc độ. Còn ở bên đây nó xài sên hay xài nhông. Xài nhông luôn. Dạ, xài nhông chứ không phải xài sên. Hiện tại trên thị trường thì nó sẽ có là hai cái nhông đây và một cổng sên. Thì cái đó là ở trên thị trường Việt Nam thì khá nhiều, còn dẫn động bằng nhông như này thì chỉ có những cái dàn mà dàn nghĩa địa á, dàn phụ của Nhật á thì sẽ sử dụng như này. À mà sao anh thấy cái dàn lưỡi của nó là rất là to, thì công dụng của nó để sới vào những chỗ nào em ơi? Dạ đúng rồi anh, cái này là nó chuyên cho đất cứng. Đất cứng, đất khô. Đấy, còn mà sới ruộng của mình thì cái lưỡi nhỏ hơn. Và nó sẽ sử dụng cái nướu. Còn cái này là dĩa, một dĩa như này là 6 lưỡi anh này. Một dĩa như này cái này hình như làm cỏ được luôn em. Dạ. Làm cỏ hết ý á. Làm không, cái này là sới đất mà. Không, ý là làm cỏ hết ý, có nghĩa là nó cong như vậy nè, cái mặt nó vậy nè. Dạ. Nhưng mà về cái cảm quan của anh nha, về cái chất lượng thì anh thấy là anh không biết thép bên trong nó như thế nào, nhưng mà ở bên ngoài anh thấy nổi cái nước sơn của nó nè. Dạ dạ dạ. Mà nó bóng láng như vậy. Dạ dạ. Và những cái này nè. Dạ. Anh thấy về người ta nói là nhìn nó rất là chất lượng. Rất là lên. Cao cấp. Dạ dạ. Nó rất là cao cấp. Dàn cái này. Ổ này là tất cả mọi thứ nhìn nó dày dặn, cao cấp. Dàn này nó dùng cho cái đất khô. Còn dàn hiện tại ở Việt Nam mình đây thì chỉ dàn dùng cho sưởi nước hoặc là sưởi đất mềm. Thì cái dàn nó mỏng hơn, nó nhẹ hơn. Còn thằng này thì nó nặng. Như một bộ này thì giá thành khoảng bao nhiêu em? Như một dàn này tùy theo kích thước anh ạ. Kích thước ngắn với dài. Tùy theo hiện tại nó dao động từ bao nhiêu tiền đến như dàn này là dàn dùng cho máy khoảng tầm 50 mã lực này. Dàn này là bề rộng bóng sưởi của nó là 1m8. Khoảng tầm 1m6 mấy, 1m8.
là nó dùng máy cho 50 mã lực thì giá của nó khoảng tầm độ loanh quanh 40 triệu. Dạ. Nhỏ hơn là nhỏ tiền hả? Dạ, nhỏ thì nhỏ tiền, lớn thì lớn tiền. Dạ. Như vậy thì cái phụ kiện kèm theo nó gồm có những gì ạ? Phụ kiện là nó có các đăng chính hãng của nó luôn này. Đây là cái các đăng của nó luôn. Đăng của nó luôn. Dạ, các đăng chính hãng. Dạ. Còn giao phụ rồi gì có không? Dạ không, giao mà kèm theo thì không có. Khách cần mua thì có thôi. Cái này là gì đây? Cái này là để mà cắm gắn cái tai mà để khi treo vào trên cái mặt cây á, cái kiếm cái đồ cái kiếm cái vị trí thanh treo 3 điểm. Như vậy là đầy đủ hết. Treo vị trí này. Dạ. Ở đây phải không? Mấy đống này đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vàng này đúng không? Dạ dạ. Đây tiền đây thì em giới thiệu cho anh Hành và khán giả được biết về cái này nè, cái này là ở khu vực một số tỉnh thành là họ bữa nay họ chuyển qua dùng cơ giới hết anh này. Wow. Dàn này là dàn trồng mía. Dàn trồng mía. Dạ. Trồng mía thì mình làm như thế nào em có thể? Cái dàn này trồng mía ở một số tỉnh hiện tại họ đang còn dùng bằng cách là trồng bằng tay. Cái này trồng bằng máy. Dàn này là dàn của Thái Lan nha. Trồng như thế nào em? Trồng cái khí cái máy cây nó chạy nó kéo về phía trước á, thì cái gian này kéo phía sau, cái gian này nó sẽ chở mía lên trên, chở mía phân bón cộng thêm là hai người nữa để cắm vào đây hai lỗ, gian này gọi là trồng hai hai là mình bỏ cái cây mía vô đó. Dạ đúng rồi, gắm cây mía xuống là bắt đầu cái máy này nó sẽ tự cắt khúc ra, nó cắt khúc, nó tự gắm xuống cắt vậy. Khúc gắm xuống rồi gắm nguyên một cây mía luôn. Đúng, cắm xuống nguyên cây vậy là nó cứ cắt từng khúc đến từng khúc khúc khoảng cách đều nhau hết là từng khúc khúc nó. Dạ. Rồi nó có hai cái bánh cánh quạt hai bên làm gì? Hai cánh quạt này là khi cái gian này nó di chuyển á thì cái cánh quạt này nó sẽ di chuyển theo, nó sẽ quay theo này. Là nó giống như cái nó bánh xe việc, vậy hả? Dạ, nó chỉ việc quay theo thôi chứ nó không phải là di chuyển giống bánh xe. Cái này là nó chạy theo, khi mà nó quay theo á thì cái guông trong này nó sẽ quay và cái lưỡi dao nó sẽ hoạt động để nó chặt mía. Dạ, chứ không phải cái này chạy. Mà nó làm thêm hai cái đó nó cũng phải có cái tác dụng. Cái này chứ. Giống như kiểu là cái chân hay là nó cho bằng mặt đất. Mặt đất thì hiện tại là nó đi băng với cái kia, cái này nó sẽ đi lòng lên nhưng mà nó chỉ quạt theo. Nó quạt theo thôi. Không, theo anh nghĩ có nghĩa là nó sẽ giữ một cái mức độ độ bằng. Dạ. Có nghĩa là thí dụ như nó bị sập xuống thì thằng này sẽ giữ lại. Không. Thằng này là để lại theo thôi. Thằng này để chạy. Anh có điện thoại. Dạ dạ. Rồi em ơi. Dạ. Thôi giờ mình bỏ cái vụ đó đi. Dạ. Dạ. Là cái kia là màu vàng cái trọng gì em? Cái màu vàng này là cái gian trong mì. Trong mì trong sẵn á. Trong khoai mì. Dạ, trong khoai mì. Nó hoạt động nguồn thước tự nhiên như thằng này. Nó cũng giống vậy luôn. Dạ. Rồi mình bỏ nguyên cây mì vô luôn. Bỏ nguyên cây mì xuống. Thằng kia là nó chỉ một cây thôi, cắm một lần một cây thôi. Có nghĩa là nó gọi là một hàng. Một hàng. Đó, anh thấy một cái ống lòi lên đó. Là một hàng. Này hai hàng. Còn thằng này hai hàng. Như còn cái hộp mà inox này là bỏ phân bỏ phân đó. Cái này là bỏ phân. Hộp này là bỏ phân vào trong bỏ này. Bỏ phân vô đó. Quá trình trong là từ phân nó sẽ chảy xuống theo ống này, nó chảy xuống là nó nằm ở dưới gốc cây luôn. Như vậy thì những cái dàn này thì máy cày khoảng bao nhiêu mã lực thì chạy được? Như dàn này thì máy cày khoảng tầm từ 70 cho đến 90 mã lực là dùng được. Wow. Dạ, còn cái dàn bên kia thì máy nhỏ hơn. Dàn bên này thì dùng cho máy khoảng tầm từ 5000 tức là 50 mã lực đến 70 mã lực là dùng được. Dạ. Và đặc biệt cái mà khách hàng đang quan tâm, họ đang hỏi là khoảng cách giữa hàng này và hàng kia là bao nhiêu này. Khoảng cách giữa hai hàng này hiện tại là như gian này là nó là 400 tức là 40 phân. Dạ, hàng này cách hàng kia 40 phân. Trong gian này là trong năm. Trong cái cây mía xong bắt đầu nó nằm xuống luôn. Nó nằm xuống theo hàng vậy luôn. Nó nằm theo hàng. Còn cái gian trong mi bên kia là trong đứng. Nó cứ cắm xuống đứng vậy. Đó, thằng này nằm, thằng kia đứng. Thằng đó. Đứng. Dạ, rồi, rồi. Dạ, hiện tại của gian này bảo cho khán giả biết luôn. Gian này là gian của Thái Lan nhá. Hiện tại công ty Goldmark đang phân phối độc quyền ở Việt Nam. Dạ, giá này là 89 triệu. 89 triệu. Dạ, giá chưa vận chuyển, giá tại công ty. Wow, dạ. 89 triệu. Còn giá bên kia là 79 triệu. Giá kia 79 triệu cũng chưa vận chuyển. Chưa vận chuyển. Hiện tại giá tất cả các loại máy cày, các loại nông cụ ở công ty Goldmark đều là giá tại công ty, chưa có vận chuyển, chưa bao gồm vận chuyển. Dạ. Và giấy tờ hóa đơn thì có đầy đủ hết. Dạ, chứng từ bên em có đầy đủ. Hóa đơn xuất đầy đủ. Dạ, dạ, dạ. Máy này của dàn cày hết, dàn sới đúng không hết không? Dạ, cái này cũng dàn sới hết anh ạ. Dàn sới hết. Nó ngắn nó dài thôi đúng không? Dạ, ngắn dài thôi. Đậy lại cho nó đẹp. Dạ. Rồi tiếp tục đây này. Dạ, bên này thì có dàn dàn cày CMT của Thái Lan. Dàn CMT của Thái Lan anh ạ.
Dàn cây này là cây phá lâm hả? Dạ, dàn này gọi là dàn phá lâm. À, những dàn cây này thì giá nó nằm khoảng bao nhiêu tiền? Dàn cây này cũng tùy theo diệp thế. Từng kích thước từng từng loại. Như cái này là kích thước mấy? Như cái này là đang dùng cho máy cây khoảng tầm 4 chảo, dùng cho máy này khoảng tầm độ 50-60 mã lực là dùng cái này. Như cái này cái mã là 1530. Để em kiểm tra giá em báo cho luôn. 1530. Dạ. Nó là tùy theo kích thước, có những khách á, thì họ gọi điện họ bảo là dàn phá lâm 4 bao nhiêu? Thì cũng rất là khó trả lời bởi vì phá lâm 4 dàn tùy theo dàn lớn nữa. Như dàn này 50 mã lực cũng có phá lâm 4 mà dàn 80 mã lực cũng có phá lâm 4. Nên là mình phải báo được cho nhân viên tư vấn là phá lâm 4 cho bao nhiêu mã lực. Dạ, đó thì mình mới chảo lớn chảo nhỏ. Chảo lớn chảo nhỏ tùy theo đường kính của chảo nữa. Dạ. Quan trọng ở đây là mã lực của máy cày thì mình mới báo giá chính xác được. Như cái dàn này 1530 trừ 4 1530 là 4 chảo. Dàn này là 43.600.000. Wow. 43.600.000. Chảo có cái rẻ hơn không? Dạ có. À, rẻ hơn thì khoảng tầm đồ hơn 30 triệu. Dạ, hơn 30 triệu là có. Là dùng cái này là dàn sới hồi nãy. Cũng dàn sới luôn á, dàn sới Mahindra. Mahindra. Dạ. Của Ấn Độ à? Của Ấn Độ luôn. Rồi đi tiếp ạ. Dạ. Ở bên kia có cái dàn hỏa tiễn kìa. Giờ chất quá phải đưa vào trong. Hỏa tiễn là dàn của Ấn Độ, dàn đó cũng. Dàn cũng phá lâm luôn hả? Cũng phá lâm. Wow, to dữ ta. Dạ. Cái dàn này giá nó cao không? Dàn đó hả? Dàn đó khoảng tầm hơn 40 triệu. Cũng dàn đó là của thương hiệu này luôn này, Mahindra này. Dạ, dàn đó là của thương hiệu. Anh quay đây qua là thấy. Hình của nó là hình con tôm. Cái cung của nó không tròn đó. Lớn ha. Dạ, cái tem nó đóng công nhận chất lượng ha. Dạ. Đây cái sò đuôi đây, này ở bên kia đây. Quay không rõ giờ đây. Sò đuôi và dàn sợi đó. Rồi, còn cái này, cái dàn cây này cùng cây của Thái Lan luôn. Thái Lan. Rồi này bấm mấy triệu hả? Dạ, khoảng 3 mấy triệu. Như dàn này dành cho máy nhỏ, dàn này thì cho máy khoảng tầm 40 mã lực. Dạ. Còn cái dàn trong cũng 40 mã lực. Dạ, cùng vậy luôn. Màu khác nhau nhưng mà giá thì cũng giống nhau hết. Rồi cái dàn dưới này. Dàn dưới này là dàn bừa của Thái Lan. Của Thái Lan luôn, CMT luôn. Mấy mét á? Cái này là dùng cho máy khoảng tầm 70-80 mã lực. Dạ. Đường kính chảo là cái này là chảo 6 à chảo 7. Dạ. Cái này khoảng bao nhiêu tiền? Cái này hả? Để em bảo giá cái dàn chảo 7 cho máy khoảng tầm từ 70 cho đến 90 mã lực nhá. Dàn này là 51.500.000. 51.500.000. Rồi cái chế độ bảo hành mình sao? Bảo hành như dàn cây thì đang bảo hành 6 tháng. Còn dàn sưởi này thì bảo hành 1 năm. Có những phụ tùng thì bảo hành 6 tháng. Nói chung tùy theo phụ tùng từng cái vị trí. Vị trí quan trọng thì bảo hành 1 năm. Vị trí mà thường mà nó dễ hư hơn, dễ hỏng hơn thì bảo hành 6 tháng. Có cái bảo hành 2-3 năm cũng được em. Dạ không, bên em thì không. Không, được mà. Ví dụ như sắt. Ví dụ như sắt này bảo hành 2-3 năm. Cái này hả? Cái này bảo hành để lúc nào mất thôi phải không? Cái dàn cà, dàn ngừa đây phải không? Dạ, cùng dàn bên kia. Đây em Huy, bên nhân viên kinh doanh. Cái này dàn cày phá lâm hả? Cái này cũng phá lâm nè, cái này cũng phá lâm 4 nè. Nhưng mà loại này là lớn gấp mấy lần lại là bên kia. Thằng này sẽ dùng cho máy khoảng tầm từ 101 mã lực cho đến 135 mã lực thì dùng dàn này. Cái này nó mắc không? Dạ, cái này cũng tương đối đắt, để em kiểm tra coi. Cái này là dùng cho máy lớn. Cũng là dàn lâm 4, lúc này em nói là có nhiều khách hỏi dàn lâm 4 bao nhiêu đó. Dàn bên kia thì rất là nhỏ nhưng dàn bên này thì rất là lớn. Lâm 4 nhưng mà lâm dữ luôn. Dạ đúng rồi ạ. Dàn này giá hiện tại là 67.700.000. 67.700.000. Quá lớn luôn, dàn quá lớn luôn. Dàn này là 4 đài này. Đường kính chào của nó là chào 7. Cũng là dàn phá lâm luôn ạ. Dạ, dàn kia, dàn trong kia là dàn bừa. Thái Lan. Dàn này cũng dàn CMT của Thái Lan nha anh nhá. CMT của Thái Lan. Rồi này em có nói với anh là về cái mấy cái dàn. Cái này là cái gì em ơi? Dàn này gọi là cái dàn phát cỏ, phát cỏ. Cái này là dàn phay, cỏ phay chứ không phải chục lâm.
dao phát cỏ, dao phát, dao phát. Nó sử dụng 3 dao xếp. Đúng rồi, 3 dao. 3 dao xếp. Cái đường kính của nó là được bao nhiêu? Cái này là tùy theo kích thước của từng dao anh ạ. Máy nhỏ thì cái đường kính nhỏ, máy lớn thì đường kính lớn. Thì nó dao động giá tầm khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Như cái này hả? Cái này anh để em kiểm tra. Mình nhập về một lần một kiện 5 vàng này. Vậy hả? Dạ nè. Đây, vừa ở trên lâu nữa. Dạ. Ông ý là một cái của nó 5 dạ, vàng. Dạ đúng rồi. Một lần xúc như này là sẽ nâng một cái pallet như vậy là 5 vàng đó. Ồ. Đây để em kiểm tra nhé, dàn này là dàn phát cỏ. Vì là có rất là nhiều sản phẩm nên là em phải kiểm tra giá không? Chứ còn không thể nhớ được. Cái này là đặc biệt cái cánh của nó là nó có xếp. Nó xếp như này này, nó xếp hai khúc. Nó xếp hai khúc nên là xếp hai khúc. Dạ. Dàn là dàn phát cỏ, dàn cắt cỏ đó. Loại này nó có 4 mô đen. Một loại là cái bề rộng của nó là 1m35. 1m35 tức là cái khoảng cách rộng như này anh này là 1m35 thì nó sẽ sử dụng cho máy từ 30 đến 40 mã lực. 30-40 mã lực. Trọng lượng của nó là 330 kg. Đó, cái giá thành. Giá của nó là 32.400.000 một dàn. 32.400.000 cho cái dàn 1m35 dùng cho máy 30 đến 40 mã lực. Đó, còn một cái loại dàn này lớn hơn. Như dàn này nó có mã của nó là 1m45 này. 1.45 này là cái bề rộng của nó 1m45 thì lớn hơn, nó dùng cho máy từ 40-50 mã lực. Dạ, 40-50 mã lực, giá của nó là 34.300.000. Thôi dàn kia là lớn nữa hả? Dạ, bên này thì lớn hơn. Lớn hơn thì 1m55. Nó có 1m55 thì lớn hơn. Dùng cho máy 50-60 mã lực. Giá là 36.500.000. 36.500.000. Dạ, con con có một loại dùng cho máy 8-90 mã lực nữa. Thì nó là 1m85. Như cái hàng này là nó nhập khẩu à? Dạ đúng rồi anh. Nhập khẩu của nước này nào? Là của Ấn Độ, Saktiman, thương hiệu Saktiman của Ấn Độ. Cũng Saktiman luôn. Dạ. Saktiman của Ấn Độ. Hàng chất lượng ha. Dạ. Chất lượng. Dày. Sắt thép được dày, đẹp, chất lượng. Saktiman này rồi, mình đến. Rồi giờ đi tới chỗ nào em? Vậy em dẫn anh lên lâu bởi vì cái video này mình quay cả cái nông cụ nên là mình sẽ đi quay những nông cụ thôi. Okay, nó còn có dàn khoán hố nữa. Khoán hố rồi anh chị nói gì đi em theo chân năm mấy cây nhá. Những cái chảo này là chưa ráp vô dàn cày đúng không? Dạ, vừa chưa ráp và vừa mình bán lẻ luôn. Bán lẻ luôn hả? Dạ. Chảo này cũng bán lẻ luôn. Dạ, chảo mình này bán thì nó tùy theo hãng, tùy theo nước hay sao? Dạ không, tùy theo hiện tại bên em đang bán một loại này là loại chảo CMT của Thái Lan luôn. Chảo CMT, thương hiệu CMT của Thái Lan. Ở đây có cái thương hiệu logo của nó đây anh. Rồi, đấy, chất liệu rồi. Của nó là chất liệu boron. Boron là chất liệu cứng nhất hiện tại. Nên giá thành như cái chảo này tùy theo cái kích thước của nó để có cái giá anh ạ. Dạ. Như cái chảo này thì vì đường kính mà khoảng tầm 66, như chảo này là chảo phá lâm này. Chảo phá lâm. Dạ. Nói nhanh lắm. Nó khoảng tầm độ 2 triệu mấy một cái. 2 triệu mấy. Dạ. Còn cái này là bánh lái. Dạ, bánh lái. Này là bánh lái. Đấy đều bán hết. Mua cái gì bán cái đó. Mua cái tai này cũng bán, mua con này cũng bán luôn. Còn mấy cái kia? Cái kia là cái ủi đầu. Cái ủi đầu của máy cày. Dàn máy ủi. Dạ, máy ủi. Ủi đầu của máy cày. Dàn ủi là bao nhiêu tiền cái bộ? Dàn ủi này thì tùy theo cái bề ngang. Dạ, bề ngang. Nó khoảng tầm từ 40 cho đến 42 triệu. Dạ, tùy theo kích thước từng loại máy. Cái hàng này của hãng CMT. CMT. Dạ, bên này có nữa anh. Rồi, ở đây là hàng CMT đây. Dạ, CMT dàn luôn. Chảo đây. Cái này là chảo cày à? Cái này gọi là chảo bừa. Chảo bừa. Dạ. Kỹ thuật của nó gọi là chảo bừa. Cái dàn mà dàn phá lấm á thì gọi là chảo cày. Dạ. Còn cái này là chảo dàn bừa. Dạ, đây sẽ dùng cho máy từ 35-40 mã lực. Đây rất là nhiều.
À, hồi nãy là mình giới thiệu con này rồi phải không? Dạ. Giới thiệu báo giá rồi phải không? Của loại này nhỏ hơn, loại này thì để em bảo giá cái loại này. Loại này là nó đẹp quá ha. Dạ, dùng cho máy từ 35 40 mã lực. À. Dạ, 35 40 mã lực. Như dàn này 1060. Dàn này giờ giá hiện tại của nó là 30 triệu 100 ngàn nha anh nhé. À, 30 triệu 100 ngàn. 30 triệu 100 ngàn. Dàn này 2, 4, 6 chảo. À, 6 chảo cho máy từ 40 mã lực, 35 40 mã lực. À, 30 triệu 100 ngàn. Dạ. Đây, dàn này là một cái dàn mà khá là mới anh này. À, Việt Nam hiện tại cũng có nhiều đơn vị sản xuất. Cái này là cái gì đây? Cái này gọi là cái dàn trục băm. À, các có trục băm đâu, lật lên coi. Trục băm cỏ. Anh nhớ nhẹ mà. Em lật lên cái. Dạ, cái này khoảng tầm độ hết. Đó, em đè xuống. Ủa, đè xuống đây chứ. Đè xuống. À, không, chắc đè không nổi đâu. Thôi khỏi đi, dàn trục băm là được rồi. Dạ. Coi chừng dập chân. Nó có cái chân ở đây nè. À, cái chân là phải lật ngược lại. À, rồi. Thấy rồi, dao băm. Rồi. Cái dao này gọi là dao chữ Y. À. Cái dao này dao chữ Y nữa. À, cái dao của nó độc đáo hơn mấy kia ta. Dạ. Em coi đẩy lên coi. Đẩy gì anh? Đó. Nó có nghĩa là nó có một cái lỗ nó rất là dài. Dạ. Đó, đẩy lên đẩy xuống được luôn, sao làm lỗ rộng dữ ta. Cái này để cho nó khi mà gặp dặn kiểu là lý tâm á, khi mà gặp vật cứng các thứ thì như cái này là của Việt Nam mình sản xuất hay là của nước ngoài? Dạ, cái này cũng của Ấn Độ luôn đó nhỉ. Ấn Độ sản xuất luôn. Dạ, Sakiman của Ấn Độ. Sakiman của Ấn Độ. Dạ. Như vậy thì một cái dàn này là 1m4 phải không? Dạ, cái này hả? Ừ. Dàn này là 1m35. Nó có model nữa. Dạ, model 135. 35 vậy thì bao nhiêu tiền một cái? Dàn này hả? Ừ. 1m35. À, dàn khắc cỏ trục băm đây đang hot trên thị trường đây. Dạ. Sakiman Ấn Độ. Cái này là giờ họ dùng cho vào các cái farm, các cái chỗ vườn cây ăn trái là nhiều lắm anh ạ. Biết rồi, em cứ nói giá đi. Dạ. Margin India Ấn Độ này. Dàn băm cỏ 135 này giá của nó là 24 triệu. 24 triệu. Dạ, 24 triệu cho dàn này. À, là mình gắn được mấy cây gì, mấy cây gì? Mấy cây, cái này thì thể sử dụng cho cái mấy cây từ 25 đến 30 mã lực. 25-30 mã lực. À. Cái này có cắt đăng đấy nhá anh. Giá đó là có thêm một cái cắt đăng chính hãng của nó nữa. À. Có thêm một cái trục cắt đăng chính hãng. 24 triệu. 24 triệu. Wow, tính ra rẻ đó. Dạ. À. Còn có loài lớn hơn, như dàn bên kia thì cái lưỡi của nó gọi là lưỡi búa. À. Lưỡi búa thì này quay bên đó. À. Đây, cái này dàn phạt cỏ này. À, dàn cũng giống cỏ. như biết ở dưới kia. Dạ, dạ. Rồi, ok. Rồi, dàn này mình có rồi phải không? Nó có ghi mấy cày bao nhiêu HP nè. Dạ đúng rồi. Tùy theo cái giá, tùy theo cái mã lực của máy để có cả cái giá khác nhau. Dạ, 45. Cái này mình giới thiệu rồi không ta? Dạ cũng giới thiệu rồi. Nếu chưa bảo giá thì nhiều loại lắm. À. Dạ, giờ mà bảo giá thì rất là nhiều. À thôi. Nói chung anh em nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp. À, đây là phụ bảo giá. À, còn cái dàn này dàn gì em ơi? À, dàn này là cái dàn cắt cỏ voi hoặc cắt ngô sinh khối. Cái này dành cho chăn nuôi bò á. À. Dạ, thì họ sẽ sử dụng dàn này. À. Dàn này là dàn mình cắt thùng lên xe hả? Cắt rồi xong phun nó băm nhỏ nó phun lên trên mọt trên cái thùng luôn. À, phun lên mọt luôn. Dạ. Dàn này thì, cái dàn này cái máy cày khoảng bao nhiêu mã lực chạy được? Như dàn này là tối thiểu là máy phải 90 mã lực. Ừ. 90 mã lực thì mới chạy được. Ừ. Dạ. Giá thành. Như dàn này là 339 triệu. À, 339 triệu một dàn. Dạ, chưa vận chuyển. À. Rồi cái nó có anh thấy nó hệ thống Còn chưa thị lực. Phân phối thị lực rồi ha. Dạ, để điều khiển mấy cái khớp nối, điều khiển cái bơm. À. Dạ. Cái bơm. Đây, cái này cũng trục băm luôn anh ạ. À, dàn trục băm luôn. Dạ. Trục băm này lớn dữ ra. Trục băm này thì lớn hơn. À, trục băm này là 145 này. À, 1m45. Dạ, dạ. Đây, cái lưỡi của nó là lưỡi búa, lưỡi của nó là hình dạng như này nè. À, cái này là đi đất đá nè. Dạ, cái này đi đất đá nè. Có thể phát được cỏ cái đường kính khoảng tầm 3-4cm rồi 5cm là đều bấm được. Như cái này thì nguyên bộ về cả cắt răng đầy đủ luôn ra, khoảng bao nhiêu tiền ạ? Dạ, như cái trục bấm cỏ 1m45 này hả? Của Ấn Độ. Ừ.
145 cái của Ấn Độ này là giá của nó là 40.300.000. 40.300.000. À. Dạ, có cách đăng luôn. À, có cách đăng đầy đủ luôn. Dạ. Nè, đây có 1m4, 1m3 rồi phải không? Đầy đủ phải. Dạ, có đầy đủ. Ôi, có loại nhỏ xíu nè. Có loại này nữa, 115 nữa này. Loại này là bao nhiêu? Loại nhỏ nè. 90 nè. 90 phân. 90 hả? Ừ. 90 này thì rẻ, 90 này 22 triệu. 22 triệu. 90 là 22 triệu. À, hàng nhập 1m15. 90 này sẽ dùng cho máy 15-20 mã lực. Biết. Dạ. Còn 115 này sẽ là dùng cho máy 20-25 mã lực. Giá của nó là 23 triệu. À, 23 triệu này. À, 22 triệu này. À, đó. 22-23. Còn cái 145 này là lúc nãy là 145 này là 40.300.000. À, của hãng Shaktiman. Shaktiman của dạ, Ấn Độ luôn. Ồ, hàng này xài chắc bao ngon ha. Dạ. Đây, chỗ này chật quá hả. Đây, cái gian khoan hố mà em nói với anh đây này. À, khoan hố luôn. Dạ. Khoan hố. Nó có mấy gian mà không biết địa góc nào rồi. À, khoan hố này là phía trước là nó cái mùi của nó khác. Em thấy thị trường Việt Nam cũng có mà nó lại không ở có. Ngoài nó có bạch kim ngoài đúng không? Dạ, nó có cái giống như kiểu là cái cương lực để nó phá. Đúng rồi, thép cương lực á, titan gì đó. Đây gian đó là đây này, đây này có cả. À, đây. Rồi, cái gian đó thì nó là bao nhiêu tiền một bộ? Gian đó hả? Của Shaktiman của Ấn Độ luôn. Dạ, của Ấn Độ luôn. Ừ. Em kiểm tra giá em bảo cho. Khoan hố, nó là cái đường kính của nó là 60, đường kính của cái hố là 60 và chiều sâu là 90. À, thì cái gian này giá của nó là 42 triệu. À, 42 triệu. Cũng có cách đăng luôn. À, dạ, cách đăng đầy đủ. Rồi còn thứ gì nữa không em? Trong đó còn gì nữa? Dạ, trong yếu là dàn cày, cày hết à? Cày sới hết đúng dạ, không? Dạ, cày hết. Anh khoái dàn chục bông này nè. Ừ. Với dàn bông cỏ. Dạ. À, còn cái ống của bông cỏ thì mình để riêng hả? Mình chưa ráp hả? Dạ chưa ráp anh ạ. Vì nó cao quá. À, nó cao quá. Loại này thì nó có hai model. Model này là loại lớn. Ừ. Thì dùng cho máy từ 90 mã lực. À. Còn một loại nữa thì dùng cho máy từ 60 mã lực, 75 mã lực. À. Là loại nhỏ hơn. Thì giá của nó là 139 triệu. À, dạ, nó nằm ở góc bên kia. À, 139 triệu. Dạ, là quả cắt một hàng, cắt một hàng. Loại này có thể cắt 2-3 hàng. À, dạ. Dạ. Mà anh nghĩ vàng chục bông này sẽ sắp tới sẽ bán rất là được chạy. Dạ. Anh sẽ cắt riêng cái video ra để anh úp về cái chục bông này cho em. Dạ, dạ. Có nghĩa là anh cắt ra một đoạn của video. Dạ, dạ. Anh úp ra về chục bông cho em. Dạ. Anh giới thiệu kỹ về chục bông này một tí. Dạ, dạ. Có dạ. Nghĩa là chục bông này là nó là một thứ là xài dao búa. Dạ, một thứ dao thương. Chữ Y. À, chữ Y. Dạ. Thì dao búa nó là giá thành nó cao hơn. Dạ, giá thành cao hơn. Nó sẽ làm công tác được trên cả cái vùng đất mà có nhiều sỏi đá hơn. À. Dạ. Và bằng được cái tính ra giá thành nó cao hơn kia nhiều chứ. Dạ, cao hơn. Vì thằng kia là nó gian nhỏ, thằng này gian lớn. À. Dạ, thằng kia gian nhỏ, thằng này gian lớn. À. Chữ Y là dùng cho gian lớn. À. Còn chữ Y dùng gian nhỏ, máy nhỏ. Ừ. Dạ đó. À. Cái vườn cây ăn trái như xoài này. Anh biết rồi, thôi cái đó nói chung tâm gì rồi, rất là ok ha. Dạ. Coi như là dàn dao chục bâm, một loại dao búa và một loại dao chữ V. Dạ. Là dao chữ V là nó dành cho mảnh. Anh thấy cái này á, hồi nãy coi thì anh thấy là nó dao chữ V, cái nó xài cái lỗ dài về nó chống. Dạ, chữ Y. Không. Thì dao chữ Y dạ. Nhưng mà nó chữ Y nhưng mà nó chống là em biết chống cái gì không? Nó chống là thí dụ đụng đá đồ này nọ dao nhảy lên. Dạ, nó dạ, thiết kế dạ. Độc hơn. Đúng rồi. Là nó sống coi như là sống tới hai chiều lận. Dạ dạ dạ. Có nghĩa là thụt dao lên luôn. Thụt em thấy dàn chục bông này rất là hay. Dạ dạ. À, dạ. Nhưng mà điều đáng tiếc là mình không có coi được sâu. Dạ. Có nghĩa là nó kẹt. Xem cái lưỡi dao búa rất là xịn to luôn. Dao búa hả? Dao búa. À đây đây cái đó coi được á. Có lý á. Để rồi rồi rồi. Rồi đây đây cái lưỡi dao búa đây. Tính ra nó mắc hơn cái dao chữ Y rất là nhiều ha. Dạ. Cái đó. Này thì dùng cho cái trục lớn hơn. Wow, trục anh nó thấy to, cái trục nó lớn. Dạ bả luôn rồi. Dạ. Như vậy thì nếu mà người ta thay vì ta mua chữ Y, ta mua cái dòng này ok. Dạ dạ. Nó xài nó mắc tiền chút xíu nhưng mà nó sẽ bền. Dạ dạ. Và nó sẽ đánh được đa dạng. Dạ dạ. Có đá có đồ thì nó đánh được hết. Đúng rồi, vậy là cây dài với mâm á, cái này phạt được cây mâm. Một năm là giá của nó hồi nãy là 40 mấy triệu hả? Dạ, cái này đâu một năm nay nhớ 3 mấy triệu để em kiểm tra lại coi. 4 mấy chứ? Đào 115
dàn bấm cỏ 115 này giá là đâu 23 triệu à? 115 giao búa mà. 23 triệu. Giao búa. Dạ đúng rồi. 23 triệu hả? Dạ. Rẻ vậy ta? 23 triệu. Còn cái này sau nãy 145. Dạ, cái này 145. 30 mấy triệu. 145 là 43 là 40 triệu 300. 40 triệu 300. 40 triệu 300 cho vàng. Ồ, như vậy là mua cái vàng mã vàng tục bông giao búa là có lý. Dạ dạ. Wow, giá cũng quá rẻ. Dạ, nó một từ... năm là 1m15. Dạ. Còn cái này 1m45. 1m45. À, thì mình ở đây là có mấy phân loại? Dạ, hiện tại là có 90 này, 1m15 này, 1m36 này, 1m à 1m15 là nó có, hiện tại là có 1, 2, 3, có 4 loại. Có 4 loại anh ạ. Dạ. Thôi thì để người mua họ sẽ liên hệ với em. Dạ. Rồi quên với cái số điện thoại của em là số mấy? Dạ, số của em là 0932 567 969. Để về nhà anh ghi lên màn hình. Dạ dạ ok anh. Ok. Dạ dạ dạ. Màn hình cho em dễ bán hàng ha. Dạ ok anh. Rồi cái vàng mã vàng cắt cỏ cho bò này mình bán có chạy không em? Vàng cắt cỏ cho bò này hiện tại em đang bán cho bên chỗ Thagrico. Đơn vị bò. Không, ý là mình bán cho nhiều người ra ngoài. Anh nhớ là năm ngoái anh tới anh quay rất là nhiều vàng này mà. Dạ 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 đúng rồi. Mà bán hình như là hồi nhớ năm ngoái anh nhớ có cái vàng màu trắng không, màu trắng đâu nữa. Dạ. Mấy vàng đó thì bán chủ yếu cho khách ở Gia Lai, khu vực Gia Lai, các tỉnh Tây Nguyên. Cũng nhiều đúng không? Dạ dạ dạ. Ok ok. Rồi em kiểm tra lại cái thắc mắc nãy của anh thử coi, tại vì là anh thấy nếu mà em giá báo giá mà 20 mấy triệu thì có gì đó sai sai. Dạ 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 đúng rồi. Đúng không? Dạ, tại vì dạ. Cái này là nó là tới 40 mấy triệu. Dạ. Mà tại sao cái đó xài do búa mà sao giá nó giao kiểu đi? Đúng rồi. Xin lỗi khán giả nhé. Vì là cái dàn này là nó có hai loại, hai kiểu lưỡi. Kiểu lưỡi chữ Y á thì nó là có 23 triệu thôi. Mà còn mà như loại 115 này á, mà cái kiểu lưỡi búa như mình đang xem đây á thì giá của nó là 36 triệu 900. Dạ. Tại vì anh là cái dân mà đi quay cái này chuyên nghiệp, anh biết được cái giá trị của nó. Thấy là nghĩ rồi. Thấy sai sai. Thấy là nghĩ. Dạ nghĩ rồi. Dạ. Rồi như vậy là nó có hai phân loại. Đúng rồi. Mà kể cả 145 này em nghĩ nó cũng có hai phân loại nè. Dạ, 145 này em thấy là nó chỉ có đúng một mã này thôi, có loại chữ dấu búa thôi, chữ dấu búa chữ. Dạ dạ dạ. Có thể là mình chưa nhập về thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tương lai thì chắc sẽ có. Dạ. Rồi ok. Thế về vấn đề phụ kiện thì tới đây mình kết thúc phải không? Dạ. À dạ. Còn lưỡi ủi nữa. À cái lưỡi ủi đâu? Cái lá ủi hả? Ủi đâu nhá, cái này cũng là ủi đâu nè. À ủi đầu, ủi đầu. À đây. Đây đây, sẵn đây mình quay luôn đi. Dạ. Như ủi đầu này thì mình có bao nhiêu loại em? Ủi đâu nhá, cái dàn ủi này là ủi của Thái Lan. À. Ủi của Thái Lan nó chỉ gắn trên được máy Mitsubishi thôi. À. Còn nếu mà ai mà mua về để gắn trên cái máy Kubota chẳng hạn á thì có thể mình phải chỉ. Nó có không? Có không? Hay là hiện tại bên bán có đúng là dàn Mitsu thôi? Chỉ Mitsu thôi. Dàn này chỉ gắn được trên Mitsu. À. Dàn này là 50 triệu. À 50 của triệu. Thái Lan. Dàn này của Thái Lan. Còn dàn của cái máy Jetter các thứ thì nó từ 40 cho đến 42 triệu. Tùy theo mã lực từng loại máy. Dạ dạ. Rồi ok ok. Mình còn hãy dễ để em dẫn khán giả xuống xem lốp giữa cái kho lốp này nha. Lốp là riêng đi. À lốp riêng. Lốp riêng. Dạ, ok. Ok. Dạ rồi ok. Rồi em chào anh Hành, em chào tất cả khán giả của kênh Sài Gòn TV nha. Em là tên? Em là Năm. Hiện mấy cây? Dạ Năm mấy cây, có kênh YouTube Năm mấy cây. Em chị... giới thiệu về công ty nằm địa điểm chỗ nào luôn. Dạ công ty Goldmark thì hiện tại là địa chỉ là 119 xa lộ Hà Nội, Đông Hoa dự án Bình Dương, đối diện bến xe miền Đông mới. Dạ. Còn số điện thoại của em? Số điện thoại của em là 0932 567 969. Dạ. Nếu mà ai có nhu cầu về ví dụ dàn cắt cỏ chụp băm, dạ, rồi các thiết bị như dàn cày dàn đồ thì liên lạc với em đúng không? Dạ đúng rồi. Số điện thoại đó. Dạ dạ. Rồi ok. Rồi ok, em chào tất cả mọi người nha. Rồi. Dạ dạ.